Chắc là quý vị đọc báo nhớ một cái câu chuyện này. Hai vợ chồng, chồng là nhà báo, vợ là cái người mà lo chăm sóc cho gia đình, thì rất là cần kiệm. Cho nên là khi mà có được hai đứa con rồi đó, thì hai vợ chồng dành dụm tiền mới nói là bây giờ mình cất lại cái nhà cho nó đẹp đẹp. Thì hai vợ chồng bàn với nhau mà cuối cùng quyết định là cất cái nhà. Khi cất cái nhà thì nó lại là sinh ra cái gọi là cái quá cái mức mà mình dự trù, cho nên nợ. Thì xây xong rồi thì hai vợ chồng mới nói thế này: cái nhà đẹp quá mà đồ đạc thì nó cũ mà nó xưa rít rồi, thế bây giờ mình phải làm cho cái nhà của mình, cho đồ dùng nó xứng với căn nhà của mình. Thì hai vợ chồng mới nói nhau là nếu mà nó xứng vậy mang nợ á, nhưng mà chồng vợ đồng ý mang nợ để mà trang trí ra căn nhà cho nó xứng với cái tầm của nhà mới. Thì khi mà mắc nợ vậy rồi đấy, thì hai vợ chồng mới bàn nhau thôi nè, là ông chồng ấy sẽ nói rằng là bây giờ tối đó anh sẽ tách ra, anh sẽ thức đêm để viết bài cho nhiều để mà kiếm tiền trả nợ. Còn vợ thì nói rằng là em sẽ đi buôn bán thêm để mà xanh cái đồng lợi ra vợ chồng trả nợ. Thì nói xong thì hai vợ chồng đều làm vậy. Nhưng mà cái người vợ đó không có cái duyên buôn bán, cho nên là buôn bán nó cứ hết lỗ cái này tới lỗ kia, nó mắc nợ. Thì cuối cùng cái ông mà ông quản lý cái thị trường đó, ông quản lý cái chợ đó, ông mới thấy cô này tội nghiệp, ông mới chỉ mua cái này cái kia để bán. Nhưng mà rồi cuối cùng nó dẫn lỗ. Thì khi mà cái số tiền nó nhiều quá rồi đó, thì ông đó nói giờ có một cách giải quyết mà nhanh nhất, mà hiệu quả nhất đó, là ông mới dẫn cô này đi qua biên giới, đi đến casino đánh bài để mà có thể là thu cái tiền trả nợ nhanh hơn. Nhưng mà khi đến casino thì mọi chuyện không diễn ra như vậy, mà nó lại âm cái số tiền đó nhiều hơn. Và lúc đó đó, thì hai người khi mà gần gũi nhau quá thì nó đi quá cái mức cho phép. Và khi người ta giải quyết cái đồng nợ khủng khiếp đó đó, người ta nghĩ tới cái chuyện đó, cái cô này cũng nghĩ tới cái chuyện là chồng của cổ có mua bảo hiểm. Và vì cái bảo hiểm đó mà cái người chồng này khi mà thức khuya mà viết bài báo đó, thì đã bị chết cháy trong cái phòng riêng của mình. Và mọi việc xảy ra khi ra tòa đó, thì cô này chỉ đứng khóc thôi. Thì có một cái điều lạ như thế này đó, thì cái bà mẹ chồng khi mà ra tòa mới nói thế này: tôi cho tới giờ này, mặc dù con trai của tôi đã chết, nhưng mà tôi nghĩ là con dâu tôi nó không có làm điều này. Tòa phải sáng suốt đó tìm ra cái người chủ mưu. Con dâu tôi không thể làm điều này. Bà nói bà khóc. Thì chúng ta thấy cái gì? Cái bản chất của người con dâu này đó là cái người hiền thục, không phải là cái người quá đáng. Cho nên bà mẹ chồng mặc dầu con mình chết thảm như vậy, nhưng mà rất xót xa cho con dâu của mình. Chứ vậy đủ biết trong cái quá trình mà cái cô này lập gia đình đó, mà sống với chồng, với con, với cha mẹ chồng đó, đó là một cái người nữ rất là hiền thục. Và tại sao quá đáng? Vì một cái mơ ước bình thường mà tất cả chúng ta đã, ai cũng muốn vậy. Muốn cái nhà cho nó tốt, muốn đồ dùng ở trong nhà cho nó như ý muốn. Nhưng nó quá mà, nó quá cái tầm tay mà, nó quá một cái phước báo mà. Đáng lẽ bán lỗ rồi thì thôi đừng bán nữa, đi làm thuê làm công cái gì cũng được đó, để mà có ăn hàng ngày được cái tiền lương của chồng ở thành dành để trả nợ. Thay vì trả nợ 10 năm trả nợ 20 năm cũng được, nhưng mà đã lỗ rồi vẫn cố gắng thêm, vẫn quá mức không nhìn thấy cái đó.
Cho nên cái bà mẹ chồng vẫn thương con dâu của mình, và con dâu chỉ biết khóc mà không biết tại sao ngày hôm nay lại ra một cái cớ sự này. Rồi chồng chết mà mình bị ở tù đây, con cái sẽ ra sao? Và cái nhà này với tất cả đồ đạc mà chồng vợ đã mơ ước và đã nâng niu sắm sửa đây đó, rồi chồng hưởng được không? Vợ hưởng được không? Con được hưởng không? Cho nên sư cô mới nói là lệch thành lạc. Ước muốn của chúng ta cũng như vậy thôi chứ. Mình là con người mà. Người ta cũng muốn là làm đàng hoàng để người ta trả nợ chứ, người ta đâu có cái ý gì xấu đâu. Cái bài học mà bằng máu và nước mắt này đó, để chúng ta suy nghiệm ra rằng đó, chúng ta nên hưởng ra cái gì trong tầm tay của mình. Và cái người Việt Nam của mình trải qua những cái thời kỳ chiến tranh, nói những thời kỳ như thật ra đó là cái lịch sử dân tộc của Việt Nam chúng ta là cái lịch sử mà chiến tranh trường kỳ, thì cái bản chất của cái người Việt Nam đó là hầu hết đều rất là cực kỳ, ăn một ngày nay nghĩ tới ngày mai. Ở quê của sư cô, để mà tránh giặc nó tới, nó đốt nhà, nó tàn phá hết tất cả, thì là biết nấu cái bánh tét mà gói cho thật chặt, rồi mới cột cái dây đó, mới thòng xuống giếng. Rồi khi mà giặc nó tới, nó đốt, nó cháy nhà, không còn gì hết á, mà trở về để cái đất đó, thì thòng, kiếm một cây thang thòng xuống, mà leo xuống đáy giếng đó, đó mà lấy được cái bánh tét lên mà đỡ dạ này. Hết sức là cần thiết. Mà tại sao đó? Để lại cái ham muốn bằng bạn, bằng bè, bằng anh, bằng em, bằng người này, người kia, chi cho khổ vậy? Cái nhà nó hư sửa lại đúng rồi, có khả năng cất đẹp đúng rồi, nhưng đến khi mang nợ rồi đó thì phải xem xét lại. Đồ đạc trong nhà cũ vẫn xài được mà. Rồi mua từng món, mua từng món, mua từng món, phải hay hơn không? Không. Làm cho nó đẹp cùng một lúc. Những cái ước muốn đó không có gì xấu cả, không có gì sai cả, nhưng vì nó quá tầm tài, nó đi lố một chút thôi, nó thành lạc và phải trả giá tan nát cả một cái gia đình. Trả giá bằng tội ác, trả giá hai đứa con sẽ nương tựa vào đâu, trả giá bằng nước mắt của cha mẹ già. Chúng ta chỉ cần lệch một chút thôi, nó đã lạc rồi. Cho nên chúng ta xem lại đời sống chúng ta, ăn mặc ở bệnh. Mình có mặc cái áo đẹp, mình nghĩ người ta đó, nhìn vô thấy mình đẹp khen, thật ra người ta cũng không có thời giờ để ý đâu. Sạch sẽ là được rồi. Bao giờ chúng ta hiểu được cái sự giản dị, sống chân thật, chính cái đời sống của mình, đó là hạnh phúc.